Cây đại hoàng có vị đắng, tính hàn, được biết đến như một dược liệu dùng cho người bệnh bị đại tràng, giúp trị nôn ra máu, chảy máu cam, trĩ ra máu, mang kết hợp sung huyết. Cây đại hoàng hay còn gọi với tên khác là hoàng lương bản kinh, tướng quân Lý Thị dược lục, hỏa sâm, phu như ngô phổ bản thảo, phá môn, vô thanh hổ, cẩm trang hoàng hòa hán dược khảo, thiệt như đại hoàng bản thảo cương mục, cẩm văn, xanh quân, đản kết, xanh cẩm văn, chế quân, xuyên quân, chế cẩm văn, xanh đại hoàng. Tên khoa học là Rum Palm Atum Bain, thuộc họ rau răm, tên danh pháp khoa học là Polygon Ae. Đây là loại cây lâu năm, thân dày, rễ to, thân cao tới 2 mét, rỗng và bề mặt nhẵn. Các lá phía dưới to dài có cuống dài, phiến lá hình tim. Các mép lá hơi có răng cưa hoặc hơi cắt, các lá phía trên thân nhỏ hơn. Cụm hoa mọc thành chùm khi còn non, hoa màu đỏ tím. Theo sách ghi của Đông Y, đại hoàng có vị đắng, tính hàn, đi vào các kinh tỳ, bị, đại tràng, tâm bảo và can. Qua chế biến, tính vị của đại hoàng sẽ có chút thay đổi. Khi chích giấm, vị của nó hơi chua, vào kinh can để tăng tác dụng lợi mật, chế với mật ong thì có vị hơi ngọt, tăng tác dụng vào tỳ vị. Sao cháy tăng tác dụng cầm máu. Đại hoàng có công năng thanh tràng thông tiện, tả hỏa giải độc, trục ứ thông kinh. Một số bài thuốc từ cây đại hoàng như là trị kinh nguyệt bế tích, sau đẻ máu xấu bị ứ tích, gây đau bụng, ngã, chấn thương ứ huyết xương đau. Đại hoàng 9g như tất, ích mẫu, mỗi vị 12g, sắc lấy nước uống. Vị tràng thực nhiệt dẫn đến đại tràng bí kết, táo bó nặng, đại hoàng sao vàng, hậu phác mỗi vị 9g mang tiêu natrium sulfuri cụ 15g chỉ thực 6g sao vàng xém cạnh. Cho tất cả các vị vào sắc lấy nước uống, duy trì sử dụng đều đặn mỗi ngày một thang, chia làm 2 đến 3 lần, uống trước bữa ăn khi thuốc còn ấm. Uống liền vài ngày tới khi hết táo bón. Trị nôn ra máu, chảy máu cam, trĩ ra máu, mang kết hợp sung huyết não, lợi bị xương phủ. Đại hoàng sao cháy, hoàng cầm, hoàng liên, mỗi vị cân lấy 12 gram. Sắc uống, mỗi ngày một thang, chia làm 2 đến 3 lần trước bữa ăn. Uống liền nhiều ngày tới khi các triệu chứng giảm. Người bị táo bón mạn tính, đại hoàng sao vàng 45g đào nhân 20g mộc hương, chỉ thực, xài hồ, cam thảo, mỗi vị 15g. Các vị đi phơi khô nghiền thành bột mịn, thêm lượng mật ong vừa đủ làm thành viên hoàn, chia làm 2 lần uống sáng và tối, mỗi lần dùng khoảng 6g. Trường hợp táo bón nhẹ hoặc táo bón ở những người sức khỏe yếu, người cao tuổi, phụ nữ sau sinh, đại hoàng sao vàng, hậu phác, mỗi vị 9g chỉ thực hoặc đại hoàng cân lấy 6g hỏa ma nhân 15g. Sắp uống ngày một thang, chia làm 2 đến 3 lần uống, uống trước bữa ăn, khi thuốc còn ấm. Uống liền vài ngày tới khi hết táo bón. Lưu ý, không thích hợp cho phụ nữ có thai hoặc đang cho con bú sử dụng. Ngoài chất tẩy, đại hoàng còn chứa chất TANIN gây sáp và làm xe niêm mạc ruột nên khi dùng lâu để chữa táo bón sẽ gây táo bón. Những người tỳ vị hư nhược nên cẩn thận khi dùng đại hoàng. Tác dụng phụ chính của loại dược liệu này khi dùng liều cao là gây buồn nôn, nôn, nhức đầu, chướng bụng, đi ngoài phân lỏng. Các triệu chứng này cũng giảm dần sau khi ngưng thuốc. Nên tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi dùng. Nên theo dõi khi sử dụng các phương pháp trên và dừng lại khi thấy có bất kỳ biểu hiện bất thường nào liên quan đến sức khỏe. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.